Nhạc trưởng Trần Nhật Minh là đại gia ngầm nhưng Thanh Hằng chỉ yêu cầu điều đơn giản này. Sau đám cưới, siêu mẫu Thanh Hằng đã dành thời gian giải đáp hết thắc mắc của công chúng về ông xã cũng như của hôn nhân của mình. Khi nói về nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Thanh Hằng dùng những từ ngữ trìu mến và trân trọng. Cô tâm sự, tôi đi tìm một người có thể ăn cùng một bữa cơm, chia sẻ cùng nhiều thứ, có những điều giá trị tiền bạc không thể đong đếm. Người đó phải giúp tôi khai sáng, giúp tư duy nghề nghiệp tôi có thể phát triển được. Ở anh Minh đang có điều đó, chứ không phải nói em cần làm phim anh đưa bao nhiêu tiền. Không phải vậy, tiền thì tôi có thể làm ra được. Ngoài ra, chị đại làng mẫu khẳng định trong giới âm nhạc Hàn Lâm, những giá trị mà chồng mình làm ra được đánh giá cao. Cả hai cảm thấy hãnh diện về đối phương và tin rằng đó là người xứng đáng với mình. Đặc biệt, Thanh Hằng úp mở về ông xã khiến dân tình càng thêm tò mò. Thấy anh Minh vậy thôi chứ cũng đại gia ngầm đấy. Ông xã Thanh Hằng cho biết, khi mới về nước năm 2008, ba mẹ phải hỗ trợ để có thể kiên trì với nghề. Chính sự động viên và chia sẻ của bậc phụ huynh đã tạo nên sự yên tâm để Nhật Minh dồn công sức cho công việc. Từ đó, có nhiều nguồn thu nhập khác tới và ở thời điểm hiện tại, anh khẳng định mình không có gì phải than phiền về cuộc sống kinh tế.